Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cẩm Mỹ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành văn hóa thông tin 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 2023. 78 năm qua, cùng với sự trưởng thành của ngành văn hóa cả nước và tỉnh Đồng Nai, hơn 19 năm hình thành và phát triển, ngành văn hóa huyện Cẩm Mỹ đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt theo chỉ tiêu nghị quyết huyện ủy, hội đồng nhân dân huyện đề ra. Năm 2017, ngành đã tham mưu giúp huyện hoàn thành chỉ tiêu văn hóa về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục nỗ lực cùng huyện thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến văn hóa, đưa huyện Cẩm Mỹ sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Thời gian qua, trên cơ sở chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn kịp thời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tích cực nhiều hoạt động đáp ứng nhiệm vụ chính trị, văn hóa, đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện.